buổi chiều ấm áp tại shop phụ Tùng 67 dễ thương nhất Sài Gòn. Đây, chút đầu quay chiếc xe xanh này, xe xanh này làm xong rồi ha anh em ha, chút quay xe này cho anh em xem. À, dọn xong cho khách này. Đây là ông anh tới chơi, ông làm xe. Anh đây sắp sẽ quay cho anh em xem. Một buổi chiều ấm áp tại shop phụ Tùng 67 dễ thương nhất Sài Gòn ha. Đây, những xe dọn. Rồi ok, bye bye anh. Đây. Anh em đang dọn xe những anh em ở trong Sài Gòn ha. Còn những xe này thì những anh em ở xa gửi lên làm với đặt dọn, xe kia đặt dọn. Đây. Một buổi chiều ấm áp. Đây, những ship này cũng có hẹn những anh em ở xa ha. Đây. Chiều là cuối chiều rồi ship hàng những anh em ở xa. Đây. Cái xe này thì đang làm đậu lòng. Chúc cho Go Ride. Đây. Những con xe chuẩn bị dọn cho những anh em. Xe này thì ông anh ở dưới quận 5 gửi lên. Gửi lại dọn CNL. Dọn full. Chung là bên shop đầy đủ hết, từ phụ Tùng. Từ phụ Tùng nhận dọn xe cho anh em, nhận đặt full dán. Full bao giấy tờ cho anh em luôn. Rồi. Cảm ơn những anh em ở xa luôn tin tưởng dọn hậu shop ha. Con xe này là làm dàn hơi, làm máy. Chút Go Ride. Còn mình đây một buổi chiều ấm áp. Rồi bây giờ là xe này thì ồn quá bên này, ồn quá, để đem qua bên bên nhà bên bên kho quay cho anh em xem ha. Đây, bên này ồn lu bu hơi lu bu. Rồi, đây shop này shop Diệp Biêu con sen lợi xanh này dọn cho ông anh ở Đà Lạt ha. Tối quá, bên này quay ở trong mà mắc gửi. Đang gói hàng nên không quay được, để qua bên bển quay cho anh em xem. Qua bên chỗ để kho thì sắp sẽ review cho anh em con sen là màu xanh dọn cho ông anh Đà Lạt ha. Đây. Màu khá là đẹp. Cái này là màu xanh Kenny ha anh em ha. Đây. Bên shop thì giờ nói chung là anh em cũng còn đang làm nên hơi ồn ào. Với lại anh em vô nhiều anh em vô mua hàng sợ quay nó ồn anh em nghe không được, qua đây quay yên tĩnh cho anh em ha. À, màu tê chưa? À, rồi shop sẽ đi vào chi tiết cho ông anh Đà Lạt ha. Đây, à, đây là xe của một ông anh Đà Lạt. Thì ông anh ổng chạy xe tải, ổng chở cái xác xe xuống cho shop, thì shop nhờ shop dọn cho ông anh chiếc CL50, lên dán CL50 ha, xanh Kenny. Thì xe này thì shop dọn là xong cũng khoảng là 92% rồi, chỉ còn vài chi tiết với lại đang Go Ride, shop đang cho Go Ride với một vài chi tiết nữa là mai là shop giao luôn. Thì sẵn đây quay cho những anh em ở xa xem. Đây, cái này là màu xanh Kenny ha anh em ha. Thì lúc đầu á là ông anh ổng chở xe tải xuống thành là một cái xác xe thôi, là một cái sườn, nói chung là một cái xác. Thì có nhờ shop điện thoại trước cho shop, nhắn tin qua Zalo là nhờ shop dọn thành CL50 màu xanh Kenny. Máy thì từ máy nhỏ, thì thường những cái dáng này á, là shop up lên máy lớn hết, lên máy lớn nhưng mà bài bền nha anh em, chứ không phải là bài độ ha, bài bền ha. Đây, đi vô chi tiết ha. Thì như thường lệ thì shop vô pha đèn
pha đèn CD, pha đèn CD ha, bốn tay xi nhan Atimon đó. Thì theo như anh em đã biết ha, những cái món này là shop có bán hết đó. Ghi đông đúng lý ra là đi cái phơm này đi phụt, ông anh đòi đi phụt CD, đi phụt CD, nhưng mà đúng lý ra là mình đi cái thằng ghi đông CDS, mà ông anh không thích đi cái thanh ngang này đó. Thì theo theo ý thích của anh em thôi, tại vì mình chơi xe mà, theo ý thích của anh em thì mình vô cho ông anh cây CNL đó, ghi đông CNL ha, cầm hàng mới, bao tay. Nói chung là cái xác xe của ông anh là về sắp bỏ hết, không có lấy gì hết đó. Về anh dán CNL vô bình xăng CNL, vô bình xăng CNL cho ông anh ha. Đây đó, những anh em nào mà mua bình xăng CNL bên shop mà có cái tem á, có cái tem của heo bình xăng á mà nó không dính á, thì anh em alo vô shop, shop chỉ cho anh em cách dán ha, dán chim ha. Đó, đẹp lắm, màu này khá là tươi. Này là xanh Kenny anh em ha, xanh Kenny đó. Yên này là yên 68, có cái dòng ngang luôn nè, sọc dài chỉ đen, yên đế sắt nha anh em, vô yên đế sắt cho ông anh ha. Đó, anh em xem xe thì cho shop một chút ý kiến ha, coi cần chỉnh sửa những gì không, với giờ ông anh xem cũng vậy, có cần chỉnh sửa những gì không thì shop sẽ làm luôn đó. Ba ga chuột, ba ga chuột ha, thì như anh em đã biết rồi đó, bên shop bán cái ba ga chuột là 320, chưa bao gồm phí ship anh em ha. Đó, vô luôn, mình dọn xe, nói chung là mình dọn xe cho khách, những cái món đồ là mình đều vô cái vô hết hàng loại một hết, chứ không phải là mình nhận xe rồi mình vô hàng thường cho anh em ha, tất cả là vô hàng loại một cho anh em hết đó. Từ cốc chụp lái là vô hàng loại một cho anh em hết, về CNL đó, phục nai hàng 11, phục nai hàng 11 nha anh em, bô đó, niền câm. Xe này là shop Godai, phải là xong Godai phải chắc 3 ngày rồi nè anh em nhìn nè ha, mình quay nhưng mà mình chưa có rửa xe luôn á, mình chưa rửa xe luôn, để mình quay cho những anh em ở xa xem, đây cho anh em xem chi tiết đó, mình chưa rửa xe luôn. Cái này ngày mai mình còn phải chỉnh cò lại, tại vì mình đang cho Godai, thì có báo với ông anh là mai ông anh xuống lấy, thì sẵn giờ mình quay cho anh em xem, cho anh em chiêm ngưỡng cái xe ha. Đó, đây là cách shop dọn bên đây đó, bên shop dọn CL50 xanh Kenny. Mình chưa nói về phần máy nha, bây giờ ở đây mình đang nói về phần ngoài thôi, chứ mình chưa nói về phần máy đó. Can xà beng, cái này là shop chưa rửa nha, xe này là chưa rửa nha, shop để vậy luôn với shop chưa rửa đó. Đây bên tiệm là khoảng 7 con sơn sườn xong rồi, còn bên đây là những con xe đây, thì nói chung là bên đây là gì, shop chỉ để đồ để xe thôi, bên kia mới là đây chỗ dọn xe. Đây vài ngày nữa là shop sẽ xe ông anh này là xanh xi măng à, này là của anh Trung cũng ở quận 12 luôn à, cái này là lên shop lên CD Gù à, còn à, cái này là của ông anh thầy giáo Phong, con này lên 68. Nói chung là những con xe của những anh em dọn là shop đều nhớ hết, nhưng tại vì nhiều khi lưu bu quá là shop không có chưa có làm tới xe của anh em à. Còn con đó là 72 Candy, xe đó đang còn thiếu đồ, tại vì xe nó là đang săn đồ cho ông anh, còn thiếu đồ nhiều nên chưa cái gắp con xe đó. Đây rồi, quay về với con CNL của ông anh Đà Lạt đó. Thì như những anh em với ông anh xem cần chỉnh sửa những gì không, thì những người mà anh em, những anh em mà chơi rồi mà cho shop ý kiến một tí ha, đó nên cần chỉnh sửa những gì không, thì bên shop thì làm nghề mà lúc nào phải luôn luôn học hỏi đó. Bên shop là chuyên về phụ tùng ha, chuyên sửa chữa và tân trang, nói chung là mua bán xe. Nói chung là những anh em cần những cái gì thì cứ liên hệ với shop qua số điện thoại là 0909 000708 anh em ha đó.
anh em những ông chú mà cần thì cứ nhắn qua Zalo shop, cần những món gì hoặc là những cái chi tiết gì đó, những cái món gì trên xe 67, 68, CL, CD thì shop đều có đầy đủ hết. Anh em cần những gì thì cứ nhắn qua Zalo cho shop, shop sẽ gửi hình chi tiết hoặc là báo giá chi tiết cho những anh em ở xa. Hoặc là những anh em ở xa mà thấy shop like thì nếu mà cần những món gì thì shop sẽ review báo giá chi tiết cho anh em luôn. Nên anh em cứ yên tâm ha. Đó. Anh em thấy xe ok không? Shop là chuyên về phụ tùng 67, 68, CL, CD. Có nhận dọn cho những anh em ở xa luôn. Có nhận dọn, có mua bán. Anh em, những anh em nào mà dù chơi 67 mà có cần bán hoặc là cần mua thì cứ liên hệ với shop. Shop có bán tức là có mua. Nói chung là shop đầy đủ hết là những anh em yên tâm. Anh em chơi xe thì anh em cứ tìm tới shop. Anh em chán xe, muốn bán xe cũng tìm tới shop. Shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Đó. Cảm ơn những anh em ở xa luôn tin tưởng và ủng hộ shop ha. Như anh em đã thấy không, shop bán hoặc là shop dọn xe những anh em ở xa, hàng loại 1 vô tất cả là hàng loại 1 cho anh em hết. Đó. Từ yên, ba ga vô toàn là loại 1 hết cho anh em, chứ không phải là dọn xe mà vô cho anh em hàng thường ha. Đó. Chi tiết nói chung là sáng mai là xong dứt điểm hết. Sáng mai thì shop sẽ chỉnh cò cam cò lại ngon lành hết. Đây sẵn thì test cho anh em xem luôn. Nói chung là đầy đủ hết. Đó. Đầy đủ hết cho nữa. Để sắp test máy cho anh em luôn ha. Để sắp test luôn cho những anh em ở xa nghe. Nghe chơi thôi. Mình nói chung là mình nghe để mình. Những anh em chơi 67 thì có xem kênh thì tham khảo ha. Nha anh em cùng chung đam mê mà. Đó. Rồi. Để nghe thử cái bài mà của shop ha. Dên lớn 110 bơm nhất rồi, ba bạc lỡ ha. Đây. Test máy cái. Thì nói chung là cái bài này tại vì ông anh này thì nó cũng còn nhỏ tuổi. Cũng còn cỡ shop mà nên shop làm cái bài nó nói chung là hơi căng tí xíu thì đạp khá là nặng. Anh em nghe thử anh em cho ý kiến ha. Máy 110, bình xăng 125 anh em ha. Bình xăng 125 ha. Đó. Chân ti hơi nhỏ. Đó. Bây giờ shop sẽ bịch cái máy cho anh em nghe. Cho ông anh nghe ha. Đó. Đây. Không giọng không hú anh em ha. Bên shop là máy xe là bao giọng hú. Đó, bao với anh em. Là máy 110 ha. Dinh lớn, bơm nhất rồi, ba bạc lỡ. Đó. Sẵn là test cái bô bên shop luôn nè, bô 72 ha, như những anh em đã biết rồi ha. Là bên shop bán 1 triệu mốt một cây. Đó. Rồi, để tắt máy cho dễ nói chuyện với anh em. Đó. Đây là thành phẩm một con xe bên shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Đó, những anh em nào mà có chơi hoặc là những anh em nằm trong Sài Gòn thì cứ ghé qua bên shop ha để tham khảo hoặc là anh em cà phê để bàn về xe. Đó. Rồi, anh em xem cho ý kiến ha. Cũng cảm ơn những anh em ở xa luôn tin tưởng và ủng hộ shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Cảm ơn ông anh ở Đà Lạt đã tin tưởng và ủng hộ shop. Sáng mai là giao xe cho ông anh. Không biết là sáng mai ông anh chạy xuống lấy. Chắc chiều mai chứ chạy sáng mai phải canh chỉnh nữa. Rồi cảm ơn anh em đã xem video ha. Như anh em đã thấy không, shop bán hoặc là shop dọn xe những anh em ở xa, hàng loại 1 vô tất cả là hàng loại 1 cho anh em hết. Đó. Từ yên, ba ga vô toàn là loại 1 hết cho anh em, chứ không phải là dọn xe mà vô cho anh em hàng thường ha. Đó. Chi tiết
Nói chung là sáng mai là xong dứt điểm hết. Sáng mai thì shop sẽ chỉnh cò cam cò lại ngon lành hết. Đây sẵn thì test cho anh em xem luôn. Nói chung là đầy đủ hết đó, đầy đủ hết cho anh em. Để sắp test máy cho anh em luôn ha, để sắp test luôn cho những anh em ở xa nghe chơi thôi. Mình nói chung là mình nghe để mình ở những anh em chơi 67 thì có xem kênh thì tham khảo ha, nha anh em cùng chung đam mê mà đó. Rồi để nghe thử cái bài mà của shop ha, dên lớn 110 bơm nhất rồi ba bạc lỡ ha. Rồi test máy cái thì nói chung là cái bài này tại vì ông anh này thì nó cũng còn nhỏ tuổi, cũng còn cỡ shop mà nên shop làm cái bài nó nói chung là hơi căng tí xíu thì đạp khá là nặng. Đó, anh em nghe thử anh em cho ý kiến ha. Máy 110, bình xăng 125 anh em ha, bình xăng 125 ha. Canty hơi nhỏ đó. Bây giờ shop sẽ bịch cái máy cho anh em nghe, những cho ông anh nghe ha. Đó. Đây không giọng không hú anh em ha, bên shop là máy xe là bao giọng hú đó, bao với anh em là máy 110 ha, dên lớn bơm nhất rồi ba bạc lỡ đó. Sẵn là test cái bô bên shop luôn nè, bô 72 ha, như những anh em đã biết rồi ha, là bên shop bán 1.100.000 một cây đó. Rồi để tắt máy cho dễ nói chuyện với anh em. Đây là thành phẩm một con xe bên shop phụ tùng 67 Quân Dễ Thương nhất Sài Gòn. Những anh em nào mà có chơi hoặc là anh em những anh em nằm trong Sài Gòn thì cứ ghé qua bên shop ha để tham khảo, hoặc là anh em cà phê để bàn về xe. Rồi anh em xem cho ý kiến ha. Cũng cảm ơn những anh em ở xa luôn tin tưởng ủng hộ shop phụ tùng 67 Quân Dễ Thương nhất Sài Gòn. Cảm ơn ông anh ở Đà Lạt đã tin tưởng ủng hộ shop. Sáng mai là giao xe cho ông anh, không biết là sáng mai chắc ông anh chạy xuống lấy, chắc chiều mai chắc chạy, sáng mai phải canh chỉnh nữa. Rồi cảm ơn những anh em đã xem video ha. Rồi cảm ơn những anh em đã xem video của shop ha. Nói chung là những anh em nào cảm thấy hay thì nhớ bấm like và đăng ký giúp shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thì những anh em nào mà chơi 67, 68, CL, CD có muốn phụ tùng hoặc là muốn mua xe hoặc là bán xe được, cứ liên hệ với shop hoặc là nhắn tin qua số điện thoại của shop là 0909000708 anh em ha. Nói chung lúc nào cũng luôn luôn chào đón những anh em ở xa, những anh em cùng đam mê với mình. Thì nói chung là cảm ơn những anh em rất là nhiều. Thì cảm ơn những anh em luôn mua phụ tùng bên shop, những anh em đặt xe bên shop. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em, chúc anh em một buổi chiều ấm áp ha. Bye bye anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em. Đó anh em thấy cái chữ đăng ký không? Đó bấm vô xong rồi tiện tay thấy cái chuông á, chọt vô luôn là thấy những video shop đăng liền à. Những cái video mà shop đăng là anh em thấy liền à. Rồi thank you anh em đã đăng ký ha, chúc anh em luôn luôn ấm áp. Bye bye anh em.